Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay hai anh em mình tiếp tục đi Càng Ông cả nhà ơi. Sáng nay hai anh em tính đi bắt cua nước hừng, mà nước hừng non quá sợ bắt không kịp. Nên hai anh em mình đi Càng Ông một bữa nữa. Ngày mai hai anh em mới đi bắt cua. Rồi, trong quá trình Càng Ông mình sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem. Giờ mời cả nhà đồng hành cùng anh em mình để trải nghiệm một ngày đi Càng Ông nha. Nay anh em mình Càng Ông gần nhà chứ không có xa cả nhà. Đó, vòng vòng cái khu này là khu ở chỗ mình. Sau thời gian tìm kiếm, ảnh phát hiện ông nó quặn xuống ở chỗ bụi rút kèn á cả nhà. Giờ hai anh em mình vô giặt ra để kiếm ổ ong. Chân bự đó hả? Đúng rồi. À đây. À. Chưa thấy. Không thấy ổ nhưng mà thấy nó búng không ra. À. Nhưng mà chưa thấy nó búng đó. Cá nắng quá. Đó, chặt quá trời. Đó. À. Bắn liên tục liên tục luôn. À, giờ bắt đầu mồi ó mới búng rồi. Mồi xong rồi mồi thuốc xong rồi cái tiến hành dạch vào cái ổ đâu. Kiếm ổ ảnh mệt lắm đó nha. Đi dễ động lắm. Từ ổ đâu cũng được. Thấy chưa? Thấy chưa? Thì chưa thấy ổ luôn. Mua bệnh đi, em đây cho. Đó hả? Kìa. Kìa. Ổ kìa. Thấy chưa? Thấy chẳng à. Đây nè, kế 54 luôn. À. Thấy à. Ổ ong đó cả nhà. Ơ chấm dầu hay gì cái tư? Ừ? Chưa. Mặt nhiều lắm. Có này đẻ ống thôi chứ không? Rồi. Sáng sớm mỗi hè. Mặt đẻ ống gió nữa. Coi cái bệnh có con gì phải không? Ừ? Mình có con dây phải không? Dây gì? Con dây càng nào? Ừ, đây này nè. Đúng rồi. Đâu anh nè. Ừ. Thấy chưa? Ừ. Chưa đứt à. Mới đứt con nhánh nè. Ừ đúng rồi. Rồi đứt cái đó. Ờ có con kia. Con kiềm lục quá trời. Được chưa? Ừ. Nó cầm ra được không? Dịnh không, đi. Anh dịnh cho anh Tư thôi. Dịnh đi chứ cầm ra. Ngon lắm. Bữa hè được ổ ong ngon lành. Đi ra ngoài luôn. Đây mây nhiều ha. Có đã rồi. Ngon lắm. Đây này có mặt. Có đã.
Rồi chặt đi. Trong khi mình đang lấy ké, ảnh đi lại đây ảnh phát hiện thêm ổ nữa. Rồi để mình lấy hơ ổ này xong rồi mình lấy ra. Mình lấy ké xong mình bỏ hai ổ vô chung luôn. Ổ này cũng vừa rồi cả nhà. Chẹt chẹt tất trời. Đó quẩn xuống. Ổ đâu? Đó. Ồ. Thôi rồi. Thấy đứng quẩn quá trời. Ông nó bay nó xỉa xuống vậy nè mấy người, xỉa xuống vậy đó. Đó. Anh nhìn theo hướng ông vậy á. Mình nhìn theo hướng ông à, không có đi cần cùi. Cần cùi mệt lắm. Ôi chỗ nào cũng dập, chỗ nào cũng chui á. Quăng lại không đập á. Nó bự. Mặt cánh dồi á. Nó có lù. Gu ghê. Đó, gu lên. Phải không, bự mỗi gu vậy thôi, hết biết. Ừ. Ừ, trên đó luôn. Quá đã. Ôi ôi, cầm này cầm cắt rồi. Ờ, mình vũ, ờ, vũ con đây luôn. Đây để chúng ta ngon lành luôn coi nha. Nụ ghê. Ừ. Rồi, chậm. Rồi, ra đây. Vẽ tấm tạng này, bỏ cái vỏ này. Xong, hai ổ. Xuống làm hai ổ không biết sao đây. Là tương lai như thế nào? Tương lai chắc là. Rồi để mình lấy ké đồ ra xong cái dồn lại đây luôn. Mình dồn vô cái bọc. Ôi, sau thời gian lấy ké xong hai ổ mình dồn vô một bịch luôn cả nhà ơi. Có thành quả cả nhà, có mặt rồi đó. Sáng sớm mà mở hàng quá đã. Có mặt ngon rồi đó. Ngon lành. Hai ổ vô chỗ đi. Hai anh em mình tiếp tục đi vòng ở đây nè. Hết cái khu này xong mình băng qua bên kia. Đó, giờ hai anh em mình đi dài dài ra vào đây để nhìn coi có ong nó sẹt xuống không. Ở có ong sẹt xuống cái đây, cái đó là cái lùm nào là hốt ổ á. Còn không có thì hai anh em đi tiếp. Đây là kè đá. Kè đá ở quê mình. Giờ nó lên mịt mù vậy. Hôm nay mịt không nằm dầu. Táo rừng. Rồi, mặt còn ngon à. Anh em mình phát hiện hổ ong nữa. Mịt quá. Mịt mịt chứ có ong là được rồi. Rồi kiếm vàng thôi. Cắn lại giờ cũng xỉu. Ừ. Ủa đâu muốn đu em dữ vậy ta. Cái vàng hả? Ừ. Quá được cái vàng luôn. Còn đây cái ổ à. Trong dầu rồi đó hả? Ừ. Mình cắt thải ra đi. Đúng không? Nhìn coi còn ổ nào nữa. Hơn sao cất đi, cứ cất đi, nhìn coi. Này nè,
không đó. Dạ, à, dạ. Tôi còn có như da có gì cho em. Thôi. Ủa chứ gì vậy? Nhìn có còn ổn nào thôi. Không cây được không? Ok. Ngon anh. Và ổn. Rồi, chút máy xong mình quay cho nhà xem. Bông bịch bỏ bịch. Xong đường ổ nữa mà ổ này á, ké nó nằm lọn vô trong cái mạch luôn. Nó pha chổng luôn. À, anh em lấy ra phỏm vô trong mạch luôn đó nha. Nó còn có như đây à. Giờ chút có ổ nữa cái mình dồn ảnh vô trong đây luôn. Giờ hai anh em tiếp tục nhìn vòng vòng đây nè. Coi có ong nó phúng không. Giờ hai anh em vô, hai anh em lùng. Chi lùng ảnh. Đang nhìn hướng. Hướng. Hai anh em luôn phát hiện ổ ong mà ong nó bỏ đi với cái cha. Còn mặt nữa. Mà vẫn còn mặt nè. Đó, còn đụng miếng vậy. Như trong đây. Chưa nó ăn không nổi. Giờ bây giờ mình bỏ vô cái bọc gần nãy, cái ổ hồi nãy. Bỏ vô xong rồi mình đi. Luồn nè, luồn trong mấy cái mịt gì nè. Thấy ảnh cái mà anh bỏ đi rồi. Hai anh em gặp ổ ong nữa. Mình đi động ảnh. Bay trong dây mây không đó đâu nha. Ủa cái dồi hử? Cái dồi đã đó. Ủa cái mẫu luôn. Ủa ổn này mặt không có gì. Ủa kiếm. Kiếm gì? Nghe. Nghe cái đèn. Nghe. Đèn rồi không? Ừ. Quặng vô không? Thổ vô con quặng vô. Đó. Đi rồi. Có đã. Các anh bốc đi kiếm mới quá trời. À, tao rồi ồ đỏ quá mặt ngon ngon con này chấm dồi nè. Rồi vũ không con mặt nó tới đây sao đít luôn đã hả màu mặt đẹp không. Nhìn thấy giống một mặt á, cái nét của anh á. Đây luôn gì? Ở đây. Rồi bây giờ mình bắt đầu lấy xé lấy đồ vô bỏ bọc cả nhà ơi. Nay hai anh em không được may mắn cả nhà ơi. Được cục mặt nó chảy dài ra tới đây mà ké nó đóng ở trong mặt đó, mình phải lấy ké ra bỏ luôn cái khúc này luôn rồi. Còn mấy ổ này còn nữa khi mặt đó cả nhà. Vậy mà còn cục nặng ghê luôn. Không được may mắn cho mấy. Kệ nó. Có ổ ngon. Nhưng có ổ là được rồi. Giờ hai anh em mình đi tiếp tục. Càng tiếp cái khu đám mây này nè. Trời ơi nó mịt. Xậy đồ. Mịt đeo rồi cả nhà. Đó, nó làm gì nè. Nãy anh đi qua ổ ong đó luôn rồi đó. Hên anh động đó, ong nó bay lên anh mới thấy á. Rồi, giờ hai anh em tiến hành đi tiếp. Nãy hai anh em mình càng máy bên kia không có cả nhà ơi. Được có như đây à. Bị người ta giấu người ta càng quá trời. Giờ hai anh em mình đi qua bên đây nè. Đây là bến vỏ đậu. Hai anh em càng ở đây xong rồi không có nữa, hai anh em đi về. Hai anh em đứng nhìn đã đời nãy giờ muốn rộn mắt ra ngoài luôn. Nói tiếng hồ. Nó phát hiện được cái ổ ong nằm tuốt trong đó. Giờ anh đi vô nè. Giờ cái dịch đã đợi luôn. Chưa thấy ổ đâu á, chỉ thấy nó quặn thôi. Thấy nó quặn thôi à, chưa biết ổ nằm đâu.
mà. Thấy hả? Bên kia, bên kia. Yeah. Đi bên kia. Đi bên đây hả? Ồ, kiếm vàng mê ha. Đó được không? Hả? Đó được không? Đi bên đây kiếm vàng không? Nó kiếm không à? Ừ. Này cái chú mực lắm, mình nói chú chọc tay vô chắc à. Ờ, à, vô rồi đi. Đọc, đọc kiếm vàng xuống. Ừ, yên ổn. Đi ha. Kính kìa. Anh em nhìn nó giờ đỡ được, không phải nó nằm tuốt ở dưới nó quặn á, mình không thấy nữa. Đâu, ở trên đó hả? Ừ. Ồ, thấy rồi. Đẹp quá trời. Dạ, dạ. Dạ quá trời già. Dạ. Ồ, đóng lên lầu. Tốt cho nó đó. Cắt chưa? Kìm này tới nái à. Lâu dữ rồi. Chuyện lọt nó xuống đó nha. Ừ. Chuyện nó lọt xuống đó. Cách cái tay trồng cho nó gác luôn. Vũ con trống đi. Còn nó mà không à. Đó. Chấm vôi hả? Mặt quá trời. Ờ, chấm rồi nè, chấm bít luôn nè. Không có miếng ké nữa. Thôi nè. Thì cũng được nè. Ôi trời. Ngon lành. Chịt vô à? Đi ra ngoài. Cầm đi. Ra ngoài đó. Không nào mình. Kiếm vàng, từ từ. Nhìn đá đời. Ý hả? Cô cũng đất giả. Thấy gì? Tỏ nó nằm. Ê cậu. Không được. Không có đó. Nên nó quặn lên quặn xuống hơi khó. Ủa rồi mình không thấy gì. Ai thấy. Càng dụ càng nổ gì đó. Rồi. Còn hơi chắc nữa. Nhìn ở đây nè. Ừ. Bây giờ đã đời mới gặp được ổ cả nhà. Ổ này ngon, nói chung ngon. Khá là lâu quá. Chục ổ này thôi là có tiền. Rồi, giờ mình lấy ké ra bỏ bọc. Xong ổ không? Vô bịch xong. Ổ ông này thì ké nó ít cả nhà, vì còn nguyên ổ quá ngon luôn. Lấy dạ giá. Ổ ông này lấy chừng 5 ổ thôi về là ok rồi đó. Rồi, giờ anh em bỏ vô. Anh em mình đi dài dài ra. Dạ, hôm nay mình đi về cả nhà. Nắng quá trời, nắng hốc lên quá trời. Xe mình gửi bên ông cậu mình bển á. Đây, hai anh em mình về tới nhà rồi. Đây là thành quả một ngày hai anh em mình đi càng ông rồi cả nhà ơi. Hôm nay càng nắng quá à. Hôm nay nó không được tốt như hôm bữa cả nhà. Có cái ổ này, ổ sau này là được nè. Hôm nay cũng được 5-6 ổ quá. Dồn lại nè. Dồn lại cả nhà ơi. Đó, đã. Lấy ké ra hết rồi đó. Nhưng còn mặt không á. Từ từ. Xúc xung. Ừ, này, cái này là hai ổ nè, hai ổ dồn lại. Rồi, đó. Ngon lành. Vậy là cũng có tiền rồi, cả nhà cũng là khá là may mắn rồi. Nếu như mà nó không có được ấy thôi, nó không có được bự như mấy ổ kia. Rồi, clip của hai anh em mình tạm dừng đây nha. Cả nhà xem thấy yêu mến anh em mình, cả nhà cho em mình xin một lượt like và một lượt đăng ký để anh em mình có động lực cho nhiều video hơn nữa cho cả nhà xem. Giờ chị xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Chào cả nhà.
với khúc ở ngoài kia bị càn nhiều quá. Không, anh em đi hóc hết nổi rồi. Tôi xin nước đá uống luôn biết rồi. Nay càng cũng gần nhà không có xa, cũng đỡ. Chục ổ này ngon, 5 ổ thôi cũng ngon. Nấu gì nữa? Mặt không, ngon.